hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quân như thế chào tay chào. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi, xin tiếc gì ở xa. Vì tương lai quốc dân cùng sống và phát tinh, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thầy phơi trên tương gia. Tôi trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Nguyện xin Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời, Phật và Hồn Thiêng Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lầm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Thank you.
cho dân nước Nam được thái bình, đem ấm no cho dân ta hết muôn đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới, khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết tỏ thăm núi sông, xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Vương chi tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chi muôn vạn gian khó. Thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. The same thing was during the Great Lithuanian Principality. And then in 1918, we had another effort to declare independence. And the Bolshevik terrorists slaughtered our great leaders. But today, this is going to be the final declaration, the final Independence Day to stay forever. As long as Ukrainian people, Belarusian people, and all freedom-loving people live, there will be liberty, independence and happiness. Слава Україні і живе Білорусь! Now I have the pleasure of announcing a representative from the national government of Vietnam, a young lady that's going to have a few words for you, and her name is Anne. Anne? Gentlemen, my name is Tina Dao, a member of the New Vietnamese Democracy Movement. I am honored and glad to be here today to present to you this letter from the Prime Minister of the National Government of Vietnam to send to all of you. To Ukrainian, the heroes of freedom, democracy, and independence. To all friends, heroes, who are demanding and supporting democracy and independence. On behalf of the National Government of Vietnam and the friendship between Vietnamese and Ukrainians, we are sending to you our best wishes for a successful campaign for Ukrainians' declaration of independence. We are fighting for the freedom, the new democracy, the peace, and the order of the whole world, and also the future of ourselves and our children. Communism must be eliminated. Down with the communism! Down with the communism! Down with the communism! We must hold together all loving freedom and independence peoples. Our country must be prosperous, and our children should not have to suffer any more like we are. They must be born and to grow into manhood with smiling, brightened, cheerful, morality, and sufficiency. No one can stop this basic right of the people. No one can extinguish this fire in the hearts of the people. The end of communism has come. We hope that all people suppressed by communism and all the freedom and new democracy, loving people, would become allies to support the common cause of mankind, to overthrow the last remnants of communism. In a happy day like today, we wish all of you, our friends, to be successful in peace and expand because of your bravery, your energy, and your intelligence. Long live friendship of the loving freedom and new democracy people. From the Prime Minister of the National Government of Vietnam
Dao Minh Quan. God bless you all. Thank you. Thank you, Gina. Thank you.
anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời Tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cờ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu.